Kính chào quý bà con. Hôm nay thì Khanh sẽ mở cái chai bia mắt ra để xem bên trong bia mắt nó có cái gì nha. Đối với những khách hàng mà đã xài và tin tưởng xài trong suốt những cái vụ nuôi vừa qua, ai cũng biết bia mắt là một cái sản phẩm dịch cao tỏi đen mà công ty Gia Phát làm tăng cường về chất lượng, đã được khẳng định cho nhiều vụ nuôi thành công rồi. Thì đối với những khách hàng mà chưa từng sử dụng thì Khanh xin mời quý khách hàng thể theo dõi cao tỏi đen của công ty Gia Phát như thế nào. Đây là cái nước của dịch cao tỏi đen đây. Trước mắt chúng ta thì đã nhìn thấy cái dung dịch này nó rất là đậm đặc. Màu thì màu sắc nó sẽ có cái màu nâu trà đậm, màu đặc trưng của tỏi đen thôi, rất là đậm đặc. Và thiên về chất lượng thì công ty Gia Phát sẽ đảm bảo về cái chất lượng và nó luôn ổn định như vậy. Còn riêng đối với cái mùi á, thì nó cái mùi tỏi rất là nồng. Đặc biệt khi mà mình pha với nước để trộn vào thức ăn thì mùi nó lại càng nồng hơn. Từ xa thì khi mình mở cái chai bia mắt ra thì nó đã nghe cái mùi tỏi đặc trưng rất là nồng rồi. Đó, mình quan sát từ cái cốc thủy tinh từ xa thì mình thấy cái màu nó rất là đen nè, đậm và sệt, nâu đen đậm sệt, nó gần giống như cái trái tỏi mình ủ lên men đen sậm như vậy. Đó, rất là đậm đặc. Và đặc biệt trong cái sản phẩm này thì nhà bên công ty có sử dụng một số chất dẫn dung môi để tạo sự hấp thu của cơ thể con tôm nó được tốt nhất, để khi mình trộn vào thức ăn á, tinh chất tỏi đen này nó được con tôm nó hấp thu nhanh, góp phần cho việc trao đổi chất của cơ thể tôm nó tốt hơn. Giai đoạn tôm nhỏ thì bà con sẽ tự tin rằng sử dụng sản phẩm này á, ruột tôm rất là đẹp luôn, liền ruột, đen ruột. Và chúng ta sử dụng để phòng các bệnh về đường ruột như là ruột nó bị lỏng, tôm nhìn thấy đoạn ruột nó bị đứt khúc. Đặc biệt trong việc phòng trị bệnh phân trắng thì cao tỏi đen này là một trong những thành phần để hỗ trợ điều trị bệnh phân trắng rất là hiệu quả. Về cách sử dụng sản phẩm thì quý bà con có thể sử dụng định kỳ với cái liều trộn là từ 5 đến 10 ml trên 1 kg thức ăn. Mình pha với nước để đủ cái lượng nước trộn vào thức ăn để khô và mình cho tôm ăn. Khi tôm gặp các vấn đề về đường ruột thì mình có thể chọn tăng cường cái liều lên từ 15 ml trên 1 kg thức ăn. Mọi thắc mắc xin quý bà con liên hệ đến số hotline của công ty 0765 102 102 để được tư vấn và có phác đồ điều trị cụ thể. Xin trân trọng kính chào.